Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của em, và em là Cường Kiên Thần. Ngày hôm nay thì trước khi mà chúng ta đến với kiện phao tiếp theo, và chúng ta sẽ đến tiếp với cả một kiện da VIP nữa, thì chúng ta sẽ đến ngay với sản phẩm thanh lý. Và đây đều là những sản phẩm mà được gọi là phễu của kênh nhà em, tức là những sản phẩm sinh ra là để gọi là tri ân khách hàng. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến ngay với khoảng hơn 60 mã áo form giống em đang mặc này, bao gồm là áo thu đông, áo nỉ dày và kể cả áo len ở phía bên trong. Đây, form của nó sẽ như thế này. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến ngay với mã hôm nay sẽ là mã G, từ G1 đến G hơn 60. Và để tri ân thì nó sẽ phải có một cái mức giá tri ân. Và ngày hôm nay sẽ là 180.000 đồng một sản phẩm, bao check chính hãng toàn quốc, bao cửa hàng đang kiểm tra và bao ship. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ khám phá ngay tất cả những sản phẩm của ngày hôm nay. Em sẽ bán cho bằng hết tất cả những sản phẩm em đang có nhé. Và bắt đầu thôi. Ok, và đối với cả tất cả những sản phẩm áo này thì chúng ta sẽ bao gồm là chất liệu này, độ dày mỏng và form áo. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến ngay với một siêu phẩm. Ngay đầu tiên luôn, chúng ta sẽ đến với một con của thương hiệu Lee. Rộng vai 52, dài 63 và độ rộng bụng 54. Chúng ta sẽ đến với một con nỉ dày của Lee với màu là màu kem. 6572, cân nặng 60-70 cho một cái mã nỉ cực kỳ đẹp của nhà Lee. Và mã này thì đây là một con Lee đến từ thị trường của Nhật. Tất cả đều tem mác đầy đủ nhé. Mã đầu tiên sẽ là mã G1. G2 chúng ta sẽ đến với một con nỉ dày của thương hiệu con này của thương hiệu Neo. Và con này thì form size của nó sẽ là form size M, rộng vai 43, dài 65 và độ rộng 54. Chúng ta sẽ có một con nỉ với họa tiết khá là giống với họa tiết thổ cẩm, mà tay các thứ còn rất mới. Nó y hệt form, nếu mà mặc lên người nó sẽ y hệt form cái con em đang mặc nhé. Đây, 6572 và cân nặng là 60-70. Và nếu mà mọi người muốn mua cái con em đang mặc thì cũng có thể báo giá luôn, cũng sẽ là 180.000 nhé. Đây ạ, size M, hàng Nhật. Tiếp theo là mã 3, chúng ta sẽ đến với thương hiệu Rockmark. Đây là một cái con len dày. Đây, tem tác đầy đủ, độ mới là khoảng 95%. Chúng ta sẽ có hình đằng trước rất đẹp. Con này thì anh em nếu mà mùa đông ấy, anh em mặc thì sẽ rất là ấm. Chúng ta sẽ có tất cả những cái logo ở trước này. Mọi người nhìn này giống in lên đúng không? Nhưng mà nó là thêu nha anh em nhé. Rộng vai 41, dài 68 và độ rộng 49. Chất thì là chất len có giãn. Chính vì thế nên là những cái con len xịn ấy, nó sẽ không có đường kim mũi chỉ thừa đâu. Và chúng ta sẽ có form size sẽ là 6572 và cân nặng là 65kg đến 75kg. Tiếp ạ. Mã tiếp theo sẽ là một mã rất đẹp. Đây anh em, bảo bán mấy con này giá có 180.000 thì lấy đâu ra lãi đây anh em. Đây, những cái clip nào lãi thì em sẽ bảo lãi nhá. Rộng vai 49, dài 62 và độ rộng 49, 6572, cân nặng 60-68. Đây là một con Adidas với form rất dày và made in Korea. Con này thì cái tem trên của phần trên của nó ấy là chủ yếu thôi, chứ còn tem dưới nó chỉ có một tem nữa. Và đây là một con nỉ dày 3 lá của Adidas, form đằng sau rất đẹp. Và đây là mã G4, có 180 nữa nhá, thế này là săn trong line là ok nhất. Ủa ôi, G5 chúng ta sẽ đến với Gucci. Anh em bảo mấy cái con này đây như thế này, 6572 cân nặng 60-70, em bán 180 này. Rộng vai 56, dài 65 và độ rộng bụng 61. Con này sẽ là Gucci của Nhật. Và mã này yêu cầu chuyển khoản luôn nhé. Gucci hàng Nhật. Tiếp theo chúng ta sẽ đến ngay với một con của thương hiệu Casper với mã 6. Hôm nay toàn siêu phẩm rồi anh em. Đây, nỉ dày 6572, cân nặng 60-70, rộng vai 56-58, dài 68 và độ rộng 58. Toàn số 8, mới đét. Và con này rất dày, 180.000 luôn. Em sẽ không sâu tem dưới nữa nhá, bởi vì là tất cả những sản phẩm này em kiểm tra hết rồi, tem trên tem dưới đầy đủ hết. Mã 7 chúng ta sẽ đến ngay với một con hàng cực kỳ ngon, logo thêu. Con này của Huawei. Và chúng ta sẽ có cái logo con mèo đằng trước rất là đẹp. Form size rộng vai 52, dài 63 và độ rộng 54. 6572 và cân nặng là 60-68 luôn. Độ mới cực kỳ cao và đây là nỉ dày. Chia sẻ với mọi người luôn nhá, là mọi người bỏ ra 180.000, nhà em có bán được một cái sản phẩm như thế này. Tem con này rất là nhỏ. Có bán được một sản phẩm như này thì bọn em sẽ cầm về được 140.
thì mọi người biết là nó sẽ không có lãi rồi đúng không? Thế nên là tất cả những ai mà gọi là thực sự có nhu cầu thì cũng đặt hàng. Bởi vì nếu giả sử như cả bom hàng ấy thì rất là tội cho shop của em, bởi vì đây đều là những sản phẩm tri ân rồi. Mã 8 chúng ta sẽ đến với Amber Chrome and Fit. Rộng vai 48, dài 70 và độ rộng 53. Đây là một con form size M nhưng mà là form slim. 6572 nhưng mà cân nặng chỉ 60 đến 65 thôi. Slim nghĩa là nó sẽ sát người giống hệt cái con em đang mặc. Anh em bảo em bán Adidas Nike, em bán tất cả những cái mã đấy em bán 180.000 thì lấy đâu ra lãi nữa. Mã tiếp ạ, H&M với mã 9. Nhà em thì chạy sớm những cái sản phẩm kiểu như thế này. Và đến thời điểm bây giờ thì con này màu hồng nhạt nhé. Đến thời điểm bây giờ thì bắt buộc là chạy phao mới chạy ra rồi. Mã này để tặng nhân hơi ấp màu một chút. Rộng vai 54, dài 65 và độ rộng 54. 6572 cân nặng 60-68 luôn. Hàng của HM chính hãng. Và mã này của chúng ta cũng rất nhiều tem. Tất cả đều kiểm hết rồi. Đây là mã H... À mã... Mã G đúng không? G9 ạ. G10 chúng ta sẽ đến với Xiaomi. Đây là một con hàng của Hàn Quốc với rộng vai 45, dài 63 và độ rộng 49. Nỉ mỏng của Xiaomi. 6572 cân nặng 60-65. Đây là một con nỉ mỏng, chính vì thế nên là mấy cả là form nó khá là gọn. Nên là chúng ta sẽ có một em mặc ở phía bên trong dành cho những người mà gầy. Tiếp tục sẽ là Surprise với mã 11. Đây là con hàng Hàn này, rộng vai 46, dài 63, độ rộng 52. Form y hệt con em đang mặc nhé. 6570, cân nặng 60-65 ạ. Nỉ dày đấy ạ. Anh em mùa đông mặc bọn này ở phía bên trong giúp em nhé. Hoặc là mặc kiểu mặc ra ngoài đường, mặc ngày ra ngoài đường vẫn đẹp trai mà. 12 chúng ta sẽ đến với một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, đó là Zip. Rộng vai 48, dài 64 và độ rộng 53. 6572, cân nặng 60-70. Con này form nó sẽ rộng ngang, chính vì thế là 60-70 mặc thoải mái. Tem mã cốt kiệt đầy đủ. Đợt này là em thanh lý hết tất cả cái đống này để em tập trung vào làm những cái sản phẩm nó gọi là nó phục vụ đại hàn. 13 chúng ta sẽ đến với một con len của Canifa. Một con len mới đét. Đây. Form size con này 60 đến 65 kg thôi. Nhưng mà chiều cao thì từ 1m70 trở xuống. Bọn này mặc ở trong thay áo giữ nhiệt luôn cũng được. Đây là mã 13. 14 ạ. 14 chúng ta sẽ đến với Decente. Và đây là một con áo thể thao dành cho ai mà yêu thích thể dục thể thao. 6572 cân nặng 60-65. Con này mà mặc để đi làm cái lớp lót trong dành cho những anh em đi đá bóng ấy thì nó cũng rất ngon nhá. Để hàng Decente thì nó cũng rất là đắt đỏ. Đây là mã hàng đến từ Nhật. Tiếp ạ. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với Aniquilo với mã 15. Đây là một con size L. 1m70 đến 1m80 và cân nặng cũng vậy, 70-80 kg. Con này size L. Đây là những con em vừa mới mở, thế nên là thậm chí chưa đo form size đâu. Nhưng mà cái áo Aniquilo thì đương nhiên là mới trên 9 năm. Và quan trọng nhất là nhấn mạnh với anh em là nó chỉ có 180 thôi. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến với mã 16. Chúng ta sẽ đến với Believer Hill Polo Club. Rộng vai 46, dài 66 và độ rộng 47. Con áo này thì rẻ lắm, 1.2-1.3 thôi, nhưng mà con này không khác gì con mới. 6572 cân nặng 60-70. Đây anh em này, da nó vừa về, đẹp dã man luôn, để em mặc luôn. Trời đang lạnh, đẹp. Tiếp đi em. Mã tiếp theo sẽ là mã 17. Chúng ta sẽ đến với một con hàng của Hàn, L2N. Đây là một con mới đét đèn đẹp. 6572 cân nặng 60-70. Rộng vai 47, dài 70 và độ rộng 50. Mới lắm này, không một vết bẩn nhá. Mấy con này mở hàng sẽ kiểm tra hàng thoải mái. Và đây là G17, G18. Hồi nặng anh em. Ra đợt này em về nhiều con đẹp lắm, nhưng mà phải từ từ anh em, hấp xong. Fila 18. Anh em bảo mấy cái con đẹp như thế này bán 180 này. 6572 cân nặng 60-65. À không, Sorry, dưới 1m68 đấy ạ. Con này rộng vai có 45, dài có 57-58 và độ rộng bụng cũng là 45. Fila Nhật và form size sẽ là form size S nhá. Mã 18, 19 ạ. Đây là một con nỉ dày. 19 chúng ta sẽ đến với Tommy Hilfiger. Anh em bảo Tommy này. Đấy. 6572 cân nặng 60-70.
rộng vai 48, dài 74 và độ rộng bụng là 55. 1m75 mặc ok nhá. Hàng của Tommy Hilfiger và bán 180 với độ mới 95%. Quá kinh khủng chứ còn gì nữa. 20 Aniquilo. Đây là những cái con rất đơn giản. Và ai yêu thích sự đơn giản thì chọn mấy mã này giúp em. Rộng vai 44, dài 65 và độ rộng 46. Đây là một con áo giữ nhiệt tay lỡ nhá. 6572, cân nặng 60 đến 65. Anh em tội gì phải đi mua mấy con áo giữ nhiệt vớ vẩn làm gì. Đây, chính hãng, hiệu, giá rẻ. 21 Aniquilo, rộng vai 48, dài 67 và độ rộng 50. Em sẽ lên đủ mã để cho anh em trên kênh của em có thể săn được. 6572, cân nặng 60 đến 68. Hàng của Ani, ni mỏng. Anh em có biết là cái clip mà, ví dụ như kiểu clip phao ấy, là số lượng người xem trực tiếp nó lên gần 200 người xem trực tiếp. Mà hôm qua có bao nhiêu? Chỉ 30 sản phẩm đúng không? Đấy, thế nên là hôm nay ấy, là bắt buộc là phải lên nhiều. Không đủ phục vụ anh em ạ. 22, chúng ta sẽ đến với một con nỉ giày. Đây, con này form size M béo này. Rộng vai con này chưa có ghi form size. Con này của Homer. Thương hiệu ra đời vào năm 1982, cái logo khá là giống logo của Tommy. Và đây là một con nỉ giày. Form size 6570 và cân nặng dưới 65 nhé. Và đây là mã G22, G23. G23 chúng ta sẽ đến với Aniquilo Hightech. 180.000 cho một con size S, dưới 1m68, dưới 65, rộng vai 45, dài 65, độ rộng 47. Chất có giãn 4 chiều và là nỉ mỏng. Tác giá, tác riêng ở dưới còn nguyên nhé, về anh em bóc giá giúp em. Tác trong siêu thị. À không, phải gọi là trong sở to mới đúng. 24 chúng ta sẽ đến một con hoodie, giá 180 của thương hiệu Champion. Rộng vai 50, dài 68 và độ rộng 50. 1m65, 1m72, cân nặng 60-70. Em còn bán rẻ hơn cả giá người ta nhập vào. Và đều là những sản phẩm cực kỳ ưu tú. Thì mọi người mới biết là tại sao mà kênh em nó bán chạy. Đây, rẻ hơn giá cho cộng tác viên ấy. Và đây là bán lẻ nhá. Tiếp tục sẽ là Champion với mã 25. Rộng vai 50, dài 62 và độ rộng 55. Nhà em thì sản phẩm rất đa dạng. 6572, cân nặng 60-68. Với mã là G25. Thế nên là clip này bù vào clip kia thôi. G26 hoodie tiếp ạ. Và chúng ta sẽ đến với hoodie của Adidas. Rộng vai không có. Từ từ nhá, anh em đợi em chút. Đây là một con rất là đẹp. Con này chắc chắn là 6572, cân nặng 60-70 rồi. Không sai 100 mà. Made in Korea. Màu xanh tím than. Form size M chuẩn. Hoodie ạ. Các bạn trẻ bây giờ vào kênh em cũng có thể săn được khá khá sản phẩm. Nè. Tem. Đấy, tem mark code kia đầy đủ. Đâu có thiếu gì đâu. Mã tiếp theo sẽ là mã 27. Rộng vai 50, dài 63 và độ rộng 50. Đây là một con nỉ giày của Aniquilo, nỉ giày ạ. 6572, cân nặng 60-68, form size M. Chắc không cần phải sâu tem đâu. Hàng toàn siêu phẩm đấy anh em, nỉ chân cua mà lại còn dày như thế này. Đó, và giá chỉ có 180 nổi. 28 chúng ta sẽ đến một em Adidas Original. Đây, trẻ già mặc được hết này. 6572, cân nặng 60-70, rộng vai 47, dài 69 và độ rộng 48. Một em Adidas siêu phẩm với giá 180. Tem. Tem cốt. Thậm chí là những cái chỗ như thế này nguyên. Nhìn kỹ thôi em nhé. Cái màu gọi là màu cô tông của Adidas và Nike lúc mua mới nó cũng thế này. Em bán cả mới mà. Thế nên là mọi người nhìn mọi người chắc chắn sẽ biết. Che mày. 29, rộng vai 49, dài 62, độ rộng bụng 45. Dưới 1m68 và dưới 65 nhé. Một con áo Champion. Màu vùa xanh tím than nhé. Bây giờ cho mọi người đi cả những cái nơi gọi là đầu mối, những cái chợ đồ cũ rồi các thứ. Không bao giờ có những sản phẩm này, là một, hoặc là rất ít và giá rẻ càng khó. Thế nên là cái việc mà em đang phục vụ tất cả anh em ở trên kênh của em ấy, thì gần như là bao thị trường luôn. Polar Ham 30, rộng vai 54, dài 66 và độ rộng 59. 6572, cân nặng 60-70. Polar Ham Hàn Quốc, nỉ giày.
mã 30. Mấy cả khách của nhà em ấy là khách quen là chính nhá. Phục vụ kiểu đa phần đều là khách quen hết. Chính vì thế nên là gần như là lên không cần phải nói gì cả. Gens Brand với mã 31, rộng vai 44, dài 64, rộng 45. Đây là một con theo phong cách của bóng chày. Và đây là một con nỉ dày 6572, cân nặng 60-68. Toàn bộ logo trước ngực là thêu. Đẹp chưa? Và giá chỉ có 180 thôi với mã 31. 32. 32 chúng ta sẽ đến với một con Poacher. Rộng vai 50, dài 72, độ rộng 50. Với chất co giãn như này thì 68 đến 75 là chiều cao. Còn cân nặng là 65kg trở lên đến 80. Và logo Poacher ở trước ngực của con này sẽ là logo thêu. Được chưa? Đây là mã 32. 33. Zara. Rất dày, made in Tuski. Rộng vai 43, dài 75 và độ rộng bụng 55. 1m70 đến 1m78 và cân nặng là từ 65kg trở lên. Một con Zara siêu xịn luôn. 108. Và đây là mã 33. 34, không cần phải sâu tem đâu, bọn này em kiểm tra hết rồi. 34, chúng ta sẽ đến với một con Bolton. Rộng vai 44, dài 65 và độ rộng 50. Đẹp chưa? 65-72, cân nặng 60-68. Những clip thanh lý này em sẽ làm nhanh nhé, bởi vì nhiều mã. Anh em lưu ý kỹ giúp em là hàng nó rất mới và bao mở hàng ra kiểm tra. 35, chúng ta sẽ đến với một em có dòng chữ New York City ở trước ngực này. 65-70, cân nặng 60-68 và mã này sẽ để tặng. Tại sao em lại để tặng? Con này hơi ấp màu tí và đây là hàng Nhật. Úi dồi ôi. Được chưa? Nỉ mỏng. Mã tiếp 36, rộng vai 55, dài 74 và độ rộng 55. Size L, 68-75, cân nặng 65-75. Nỉ mỏng của Annie. Không vấn đề gì cả, 100% là không có bẩn, không sờn và không rách nhé. Nhấn mạnh với anh em là Aniquilo nó rất rất đẹp. Và giá hay sao? 180.000. Nhắc lại. Tiếp ạ. 37, Gu, rộng vai 52, dài 70 và độ rộng 57. Nỉ mỏng của Gu ạ. Tay con này sẽ không có bo nhé. Tay con này là tay lỡ. 65-72, cân nặng 60-70, mặc giúp em. Không có cả bắp bùi kìa. Với cả nhá, là em cũng nói luôn với anh em là anh em hoan hỉ nhá. Ai săn được thì săn, còn không săn được thì hoan hỉ, đừng chửi bới nhá. Em nói thật là nhiều người không săn được cứ bảo bọn em câu vạn, câu view, câu like các thứ ấy. Mà cái đấy nó có mài ra ăn được đâu. 38, size L, chèm, nỉ mỏng. Rộng vai 54, dài 75 và độ rộng 58. 1m70 đến 1m80 và cân nặng cũng vậy, 70-80kg. Form suông nỉ mỏng của Champ. Hàng của Champion anh em. Champion Nhật Bản. Tiếp ạ. Mã tiếp theo là 39. Chúng ta sẽ đến với Aniquilo. Rộng vai 52, dài 76, độ rộng 55. Size L. 1m68 trở lên và cân nặng 65kg trở lên. 68 đến 78 là chiều cao. À con này của Gu ạ. Hai thương hiệu này khá là giống nhau, thế nên là nhiều khi em bị nhầm tem trên. Cân nặng là 65 đến 75, 80 mặc vẫn được nha. Tiếp tục, chúng ta sẽ đến với siêu phẩm của ngày hôm nay là 40, rộng vai 50, dài 73 và độ rộng bụng 55. Thương hiệu của chúng ta sẽ là KH. 1m68, 1m75 và cân nặng là 65 75. KH. Anh em biết con này mấy triệu? Đây. Tiếp ạ, nỉ mỏng. Cực kỳ dã man luôn. 41, chúng ta sẽ đến với Burberry. Rộng vai 50, dài 70 và độ rộng bụng 51. Burberry London. 65-72, cân nặng 60-70. Thôi con này thì bán cái gì đây em? Bán này cháy chợ đây anh em. Đây này. Cốt Nhật nhá. Burberry 188. Đã bảo thanh lý là phải thanh lý cho nó tới nghe. 42 áo giữ nhiệt ạ. 48 là rộng vai, 70 là độ dài và 48 là độ rộng bụng. Áo giữ nhiệt thì 65-72, cân nặng 60-75. Và đây là áo giữ nhiệt chính hãng của Aniquilo. Anh em nào đi đá bóng ấy thì mặc mấy con này giúp em, mặc ở trong. Và em cũng nói luôn là giá trị của tất cả những sản phẩm này đều giá trị từ 500.000 trở lên, không có rẻ hơn nữa. Bao nhiêu rồi?
43. Đây 43. Adidas Zesker. 6572 cân nặng 60-68. Rộng vai 49, dài 70 và độ rộng 56. Nếu như đầu mùa, chia sẻ luôn với mọi người là nếu như đầu mùa con Zesker này em phải bán ít nhất là 700.000 nhé. Và đây là giữa mùa, à đây là ở đúng rồi, giữa mùa. Đáng nhẽ là phải tăng giá này, 108. Tiếp. Textbox hoodie dày của Textbox. Rộng vai 50, dài 67 và độ rộng 50. Đẹp, nó đẹp như thế này. 6572 cân nặng 60-70. Đây đằng sau đấy. Dày 108 luôn. Mã tiếp sẽ là một con hoodie của Feel God à. Vai Feel God Essential này nha. Rộng vai 52, dài 72 và độ rộng bụng 60. Size M nhé. Con này màu xanh nhạt. Essential Feel God 3 triệu một con. Mới đến 99%. 108. Nhanh. Đằng sau sẽ có dòng chữ Essential. Anh em thấy điên không? Tem mác cũng kiệt đầy đủ, check thoải mái. Tiếp. Mã tiếp theo chúng ta sẽ đến một con có cổ của thương hiệu Panglen Casua nhé. Thương hiệu này của Hàn. Rộng vai 46, dài 53 và độ rộng bụng 46. Ê à, con này form bomber. Dưới 1m65 và dưới 64kg. Form bomber rộng Panglen. Logo Panglen nhỏ tí ở đây. Những cái con hàng hiệu ấy, lúc nào nó cũng có những chi tiết rất nhỏ, rất đẹp. 47. Dunlop Sport. Rộng vai 54, dài 77 và độ rộng bụng 58. Ai mặc size L mặc con Dunlop này giúp em nhé. Nồi đồng cối đá đấy. 1m70 đến 1m80. À không, 1m70 đến 1m78. 80 thì hơi ngắn. Cân nặng là 65 đến 75kg. Và đây là Dunlop hàng Nhật. Nhìn kỹ tem thôi em. 108. 48. Chúng ta sẽ đến với một em của thương hiệu Show. Một con nỉ dày. Rộng vai 57, dài 72, độ rộng 62. 6572 cân nặng 60-70. Con này màu kem nhé. Và nó không một vết bẩn. Anh em cứ đi tham khảo tất cả các kênh đi. Kênh nào to nhìn cái cách làm việc của họ khác ngay. Có những thứ không phải giấu được đâu anh em. Mã tiếp theo là 49. Chúng ta sẽ đến với thương hiệu Monsmon. Rộng vai 42, dài 63 và độ rộng 47. Con này mở ra trong kiện của Nhật. Và màu bã trầu, độ mới gần như tuyệt đối. 6572 cân nặng 60-68. Đẹp chứ. Anh em bảo nó mới như thế này mà giá của nó là bao nhiêu? 108. Indian Blue. Rộng vai 58, dài 70 và độ rộng 58. Đây là con nỉ mỏng nhưng mà form lịch sự nhá. Indian. Dòng này rất là nhiều anh đi đánh golf ấy, đánh golf ấy, đi ô tô là rất thích những cái dòng kiểu như này này. Nó kiểu mặc vào rất là lịch sự. 6572 cân nặng 60-70. Hàng của Nhật. Con này tem nó hơi mờ nhưng cúc đi kèm in logo vẫn còn nguyên này. Nhưng mà nó của Indian và nó là dòng gốp anh em. Tiếp tục chúng ta sẽ đến với một con của Green Joy. Con này cũng dòng gốp luôn. Size 105 nhá. Có nhiều con em mới về nên em chưa đo form size đâu. 6875 cân nặng 6575. Và 180.000 cho một em. Rất đẹp luôn. Anh em yên tâm là với cái kiện này thì bất kỳ một cái con nào mà em đang lên ở trên tay này đều là món hời hết. Không có bất kỳ một con nào nó bị làm sao cả. 52 chúng ta sẽ đến với CN. Rộng vai 62, dài khoảng 60, độ rộng 54. Đây tiếp tục là một con form bomber. Dành cho anh em nào mà vừa thấp mà lại còn vừa béo này. 60 đến 65kg nhưng chiều cao dưới 1m65 giúp em nhé. Đây là một con nỉ dày. Ôi dồi ôi, hết những cái con kiểu gọi là Indian, Burberry các kiểu. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với Dia. À con này Rad Roa Italia. Rộng vai 50, dài 80 và độ rộng 61. 1m75 trở lên đến 1m85 và cân nặng là 70 đến 80kg. Đây là một con nỉ mỏng. Và con này mở ra trong kiện Mỹ, chính vì thế là form của nó rất rộng. Tem mác đầy đủ nhá, không thiếu một cái gì đâu. Tiếp ạ. Believer Hill Polo Club. Rộng vai 46, dài 67 và độ rộng 52.
Size M chuẩn 65-72, cân nặng 60-70. Con này 1,2 triệu, mua mới. Nó không đắt lắm nhưng mà 180.000 bao ship thì chắc là cũng chả cần phải nghĩ đâu nha. Mỏng nhá, không dày lắm đâu, mặc một thu hợp lý ấy. Polo Red Raven, rộng vai 49, dài 71 và độ rộng bụng 49. Phong size M nhưng mà 65-72, cân nặng 60-70. Đây là một em màu vàng của Red Raven. Đủ uy tín chưa? Và giá chỉ có 180 thôi. Nỉ mỏng. 56 chúng ta sẽ đến với Linux. Đây là một cái con mà chất co giãn 4 chiều nhá, rộng vai 46, dài 69, độ rộng 51. Con này mặc 60-70 nhá, hàng của Linux này. Chất co giãn 4 chiều, độ mới 98%. Nỉ mỏng. Với những cái sản phẩm như thế này thì anh em tiếp cận với hàng hiệu nó rất đơn giản và rất dễ. 57 Elise. Con này đọc Erlenser hay là Elise cũng đều được. Rộng vai 50, dài 74 và độ rộng 50. Dòng gốp nỉ dày. Đây. Xịn chưa? Logo thêu. 65-72, cân nặng 60-70. Cái clip cái nó nhiều mã nha, em phải lên nhanh nha anh em nhá. Đây là mã 57. Nỉ dày ạ, 58. Aniquilo, rộng vai 47, dài 72 và độ rộng 50, không túi nhá. Và cái con Ani này dành cho ai mà có tuổi một chút này. Màu nó là màu nâu đất đậm. 65-72, cân nặng 60-68 luôn. Tem mác đầy đủ nhá. Đây là em ghép giữa cả kiện Nhật, kiện Mỹ và kiện Hàn ở trong cái clip này, thế nên nó mới được nhiều mã. 59 Plus One, rộng vai 50, dài 70 và độ rộng bụng 55. Anh em nào tâm hồn nghệ sĩ một chút thì mặc mã này. Mã này mặc lên rất nghệ luôn. 65-72 và cân nặng là 60-70. Đây là một con mặc vào rất nghệ, kể cả là màu. Và quan trọng nhất là độ mới nó rất cao. Và đây là một em nỉ đến từ Nhật Bản. Đó, được chưa ạ? Tiếp. Camel với mã 60, rộng vai 43, dài 64, độ rộng 46. Hàng của Camel, lạc đà. 65-72, cân nặng 60-68. Con này tại sao lại đến 68? Bởi vì con này mặc ở trong và gần như là nó còn tuyệt đối. Anh em nhìn cái bo tay 98% nhá, hàng Camel. Tiếp. Ui ôi, Fila size L với mã 61, rộng vai 47, à rộng vai 49, dài 74 và độ rộng 54. Đây là một con nỉ dày của Fila. 68-75, cân nặng 65kg trở lên ạ. Con này toàn bộ phần ở tay này là thêu hết này. Mấy cả cái quan trọng nhá, lại nhấn mạnh lại một lần nữa. Giá bao nhiêu ạ? 180.000 bao ship. Em sẽ làm cho cái việc anh em tiếp cận với hàng hiệu đơn giản hơn rất nhiều so với ngày xưa. 62 ạ, Champ. Chúng ta sẽ đến với Champion. Rộng vai 48, dài 62, độ rộng 50. Anh em nào size S này, mặc giúp em con này. Đây là một con siêu phẩm size S đấy. Dưới 1m68, dưới 65kg. Đây là một con nỉ mỏng của Champ. Ok, tiếp. 63 Levi. Dã man. Levi's này. Ui ôi này. 65-72, cân nặng 60-70 nhá. 5, 4, 3, 2, 1, hết. Rộng vai 47, dài 69, độ rộng 47. Ui dồi, hết lì, à hết đây, Levi tem Nhật. Bé tí ấy. Hết Champion, Nike, Adidas, bây giờ lại còn Levi. Và bây giờ lại là một thương hiệu cực kỳ nổi, đó là Van of the World. Rộng vai 50, dài 71, độ rộng 50. 65-70, cân nặng 60-68. Anh em đi hết tất cả các kênh đi ạ. Tại sao mà em cứ phải đi nói lại câu chuyện này. Đi tham khảo tất cả các kênh đi. Hàng Nhật nhá. Tiếp. Đấy, toàn về cuối, càng về cuối càng đẹp. Dickie. 65-72, cân nặng 60-65. Rộng vai 50, dài 66, độ rộng 53. Đây là một em Dickie Form Slim. Mặc giúp em nhá. Dickie Vex. Nó còn không có giá này, đây là chính hãng anh em. Anh em thấy dã man không? 66, hàng của Totten, rộng vai 50, dài 70, độ rộng 58. 65-72, cân nặng 60-70. Và đây là một con màu vàng chanh, nhạt. Riêng mặc đồ nhà em xong là không mặc được đồ cây khác đâu. Anh em biết tại sao?
hàng nó ngon như thế này, giá nó rẻ như thế này. Nước 1 đây, tem mác full. Đấy, thì làm sao mua được kênh khác. Đấy là lý do tại sao mà kênh nhà em, anh em mà đi săn quen kênh nhà em, anh em đã thấy trong cái lúc em đang livestream này gọi điện không bao giờ được, điện thoại nó chồng chéo lên nhau anh em. 67, chúng ta sẽ đến với sạc Vim. Rộng vai 52, dài 65 và độ rộng bụng 59. 180.000 cho một con sạc Vim 6572 cân nặng 60-70. Với mã sẽ là 67, nỉ dày 68. 68 Polar Ham, nỉ dày tiếp, rộng vai 52, dài 70 và độ rộng 56. 6572 cân nặng 60-70. Anh em nào không săn được hàng ở nhà em thông cảm giúp em nhé. Cứ cố gắng kiểu gọi là chờ đợi thôi. Chứ còn bây giờ kênh nhà em là em đang cố gắng lên nhiều nhất có thể rồi. Ví dụ như clip này là 70 mã liền mà vẫn không đủ phục vụ thì sức người có hạn anh em ạ. HS Essential, một dòng của bọn Hang Ten, với rộng vai 49, dài 61 và độ rộng 57, với mã 69. Con này màu cũng đẹp này, 6572 cân nặng 60-65 nhé. Có khi đây sẽ là cái kiện nỉ kiểu gọi là kinh điển nhất từ trước đến giờ, với cả giá lẫn chất lượng sản phẩm. Ôi, mã cuối à? 70 là mã cuối cùng. Và chúng ta sẽ đến với HM, H&M. Rộng vai 52, dài 70, độ rộng 52. Màu xám nhạt nhé. 6572 cân nặng 60-70. Hôm nay chọn random mà chọn chuẩn nhỉ. G70 ra mã cuối cùng của clip ngày hôm nay. Và ok anh em, đây là con nỉ dày. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã đến với clip của Cường Kê Thân. Xin chào và gặp lại tất cả anh em trong những clip lần sau. Và nhớ, em cứ phải nhắc đi nhắc lại câu chuyện này, sẽ ưu tiên những người nhắn tin vào Zalo nhé, chứ còn gọi điện tầm này thì em nghĩ cũng không được đâu. Và còn một điều nữa đấy là anh em vui lòng hoan hỉ nếu không săn được hàng nhé. Xin chào tất cả anh em. Bye bye.